Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio @gmail.com, số điện thoại 0964002593. Hình ảnh hàng loạt cửa hàng Viễn Thông A đóng cửa, dấu ấn của anh cả ngành bán lẻ sắp biến mất. Hàng loạt cửa hàng của Viễn Thông A vang bóng một thời, tọa lạc tại các vị trí đắc địa đều đóng cửa im ỉm trong những ngày cuối năm 2019. Viễn Thông A là tên tuổi lâu đời nhất trong số các chuỗi bán hàng công nghệ được biết đến hiện nay. Sau khi được Vingroup mua lại, Viễn Thông A được điều hành bởi Vinpro. Tuy nhiên, vào những ngày cuối của năm dương lịch 2019, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tuyên bố rút khỏi mảng bán lẻ, giải thể Vinpro, các cửa hàng Viễn Thông A cũng đóng cửa đồng thời. Biểu tượng một thời của ngành bán lẻ công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh sắp biến mất. Thành lập vào năm 1997, Viễn Thông A được biết đến như chuỗi khơi nguồn cho trào lưu chọn các vị trí đắc địa tại thành phố Hồ Chí Minh để dựng lên các siêu thị lớn được nhiều người biết đến. Trong đó đáng kể nhất là cửa hàng Viễn Thông A nằm ở đoạn giao Sư Vạn Hạnh 3 tháng 2, quận 10. Cửa hàng này của Viễn Thông A đã tồn tại bao nhiêu năm nay là một trong những biểu tượng của hệ thống này do mặt bằng rộng, diện tích lớn. Và đây cũng là một trong những mặt bằng tốt nhất của Viễn Thông A, thường được chọn tổ chức các sự kiện lớn của công ty. Tuy nhiên, mặt bằng này hiện nay đã đóng cửa. Vào sáng ngày 6 tháng 1, 2020, bên trong siêu thị này không còn quầy kệ trưng bày hàng. Thay vào đó là nơi để xe máy cho nhân viên. Một số nhân viên bảo vệ ngồi bên trong siêu thị để tránh nắng và lo các công việc dọn dẹp. Trên cửa kính, các dòng chữ tạm nghỉ, ngừng kinh doanh được viết vội vàng. Trước cửa, hình ảnh mối hợp tác Vinpro Viễn Thông A thể hiện qua hai chiếc dù lớn đặt bên ngoài. Trên bức tường ở phía đường Sư Vạn Hạnh, một số biển cho thuê nhà được gắn lên bức tường màu vàng đặc trưng của Viễn Thông A. Một số hình ảnh quảng cáo sản phẩm vẫn còn được treo phía trước cánh cửa ra vào của siêu thị này. Mặt tiền siêu thị ở hướng 3 tháng 2 vẫn còn các bảng quảng cáo sản phẩm, nhưng một số đã được gỡ xuống. Mọi thứ khá là ngổn ngang do cửa hàng đang trong giai đoạn rộng đi. Ngay góc ngã ba đường lớn Trường Chinh, Phan Văn Hớn, Tân Bình, một siêu thị Viễn Thông A đóng cửa im ỉm. Kế bên đó là cửa hàng Thế Giới Di Động đang kinh doanh bình thường vào buổi sáng đầu tuần. Khu vực sầm uất này còn có cửa hàng của FPT Shop, siêu thị điện máy chợ lớn. Trên tấm bảng hiệu cũ kỹ, một số chữ đã không còn nguyên vẹn. Một bảng đồn quảng cáo của Vinpro vẫn còn treo trên tấm nền màu vàng của Viễn Thông A. Một cửa hàng khác của Viễn Thông A, ngay góc đường lớn Tây Thạnh, Lê Trọng Tấn, Tân Phú cũng đã ngừng kinh doanh. Một số nhân viên làm việc ở chuỗi này cho biết đang bán thanh lý các loại bàn ghế, tủ kệ. Ở góc đường Âu Cơ, Lũy Bán Tích, Tân Phú, cửa hàng Viễn Thông A vốn thuộc hạng sang trọng trong khu vực này, nay cũng kéo cửa không buồn bán. Hầu hết những siêu thị Viễn Thông A đều có vị trí dễ nhận diện ở các đường lớn, khu sầm uất. Trên con đường Phan Đăng Lưu, hình ảnh cuối cùng của chuỗi di động Anh Cả thành phố Hồ Chí Minh đang sắp biến mất. Cạnh đó không xa là con đường Hoàng Văn Thụ, vốn là địa bàn của chuỗi này. Ở thời điểm thịnh vượng, có vài ba cửa hàng màu vàng hoành tráng nằm trên con đường ở khu Lăng Trà Cả, tạo thành một khu vực mọi cửa hàng điện thoại phải có mặt ở đây để chứng tỏ số má. Hiện nay khu vực này vẫn còn một số các cửa hàng chuỗi nhỏ, nhưng Anh Cả Viễn Thông A đã rời đi. Viễn Thông A thành lập vào tháng 11 năm 1997, tức là đã hơn 22 năm tuổi. Những người thuộc thế hệ 7X, 8X có quan sát thị trường di động tại thành phố Hồ Chí Minh khó có thể quên được những cửa hàng Viễn Thông A trên đường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và sau đó là hàng loạt các cửa hàng khác ở các vị trí đắc địa. Trong thời điểm chiếc di động vẫn còn là món trang sức ở Việt Nam vào những năm 2000, nhiều người thường chọn đến mua hàng tại Viễn Thông A do quy mô lớn của các cửa hàng trong chuỗi này. Nhận thấy sự bùng nổ của thị trường bán lẻ thiết bị di động, Thế Giới Di Động cũng bắt đầu những cửa hàng đầu tiên của họ vào năm 2004. Sau đó 2 năm, Mai Nguyên cũng mở cửa hàng đầu tiên. Đây là hai hệ thống cửa hàng đầu tư nhiều vào website, tiếp cận đến nhiều đối tượng khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh lẫn tỉnh thành hơn. Trong khi đó, Viễn Thông A vẫn chưa đầu tư mạnh ở mạng online. Có lẽ đây là một trong các nguyên nhân khiến cho đàn anh này tụt lại trong cuộc đua sau này. Tới tháng 11 năm 2018, thời điểm mà Viễn Thông A về tay Vingroup, chuỗi này có 190 cửa hàng. Các đối thủ như Thế Giới Di Động có khoảng hơn 1.700 cửa hàng, tính luôn cả các cửa hàng bên trong điện máy xanh. FPT Shop thì có 539 cửa hàng, còn Viettel Store có 315 cửa hàng. Hải Đăng theo ICT News, Vietnamnet, Vietnambiz.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.